cái hai cái em nãy hỏi là để sư huynh coi coi nó có tu được hay không, giờ hiện tại đang ở trong chùa nè. Cái tên trước nè, tên là Vũ Hoàng Kim Khánh, sinh năm 1998. Ông đọc cái tên nhỏ này tôi gỡ ngốc hết trơn á, ông lôi vũ điện đó. Vũ Hoàng Kim Khánh coi tu được không, đang trong chùa luôn. Nó là phong lôi vũ điện đó, tu được không? Mày phải ra đường ra chặn với tao. Rồi, tức là không thua không tu được, phải ra đường ra trận với Quỳnh. Rồi, đứa thứ hai là Vũ Hoàng Khánh Ngân, cũng sinh năm Mẹ 2006, được không? Vũ Hoàng Khánh Ngân. nó toàn con trời xuống không đó, hoàng là vua đó, ngăn là ngăn đồng đồng ngăn đó, nó giữ kho đó, nó dùng vũ vũ phong lôi với nó, hai chị em nó là phong lôi đó, phong lôi vũ điện đó, trong bốn tứ tứ hậu pháp mà tạo mưa rồi đó, chết với tao đó, đi theo tao. Rồi Trần Rồi Thị Thu Giang 1984. Hà Nội. bà này nằm số 19, bà này là con của Quan Âm đó, Dạ. Quan Âm đứng trên đầu, văn thù với Phổ Hiền hai bên vai. Dạ rồi, người kế là Quách Lang. Có hai tên hả? Dạ có hai tên là Quách Lang vậy đó. Bà này nằm ở số 9, bà này cũng con của Cửu Thiên á, bà này chị em với tao. Dạ. Rồi người Dạ. kế tiếp là Phạm Thị Vân Nhi 1983. Nhỏ này 19, nhỏ này đẹp lắm á. Dạ. Nhỏ này Người đại đức. kế. Mấy số 19 là bậc đại đức không anh em? Nhớ. Người kế là Vương Thị Kim Dung. Bà này cũng ấy, bà này nằm ở số 8, con của Phổ Hiền. Dạ. Nguyễn Thị Rồi. Huệ. Nguyễn Thị Huệ. Bà này nằm số 9 luôn, bà này đại đức, bà này con Ngọc Hoàng. Dạ. Rồi Trần Thị Vọng. Bà này số khổ lắm nha, Dạ. bà này ngày xưa mượn tiền của Tam Bảo mà không trả được, cái này hơi khổ một tí, hôm nay mở kho lại cho bà. Rồi Quynh mở kho lại hả Quynh ha? Ừ. Rồi, Võ Văn Thôi. Ông này nằm ở số 14, bị đóng kho, bị đóng khung. À, nay không thôi rồi đó, thôi đóng Quynh không mở được, Quynh mở giờ mà phải không? được rồi. Rồi, Nguyễn Hoàng Tiến. Còn mấy tên nữa? Trời trời xíu, Dạ. ông này nằm số 2, ông này con của bà Phạm Thiên, con cả Dạ. cũng như đại Rồi. ca vậy đó. Ừ. Lê Thị Phượng. Con Phổ Hiền, thằng chạy thứ 8. Được không Quỳnh? Rồi được hết, Được phải không? Ổn rồi không? hết. Nguyễn Coi Thị. ai, mày nhắn nhắn người ta, điện người ta nói ai con ai á, thì nguyện cái gì đó người ta độ cho mau hơn. Nguyện gì khác người ta, ta bận ta lo cho con ta, chứ ai gánh mà lo cho con mình. Ta À. nói con ai đó. Dạ. Vậy chúc Quỳnh coi coi người nào con của ai luôn ha. Thì nãy nói rồi đó, mấy người số 19 là con của Ngọc Hoàng, đệ tử của Như Lai. Dạ. Còn số 8 thì nó thiếu kho, nhưng mà con của bà Cửu Thiên tu theo hạnh của tổ, hạnh Dạ. khổ hạnh Rồi đó. Rồi.
Nguyễn Thị Thu Lan. Con của Huyền, con mẹ của Huyền. Rồi. Mấy À, người này nói chung luôn nha, dạ. mấy người này nếu đạo bên Chúa là con của mẹ Maria đó, Dạ. coi là coi chung hết chân Maria, Đức Chúa Trời Giêsu thì đó là con Ngọc Hoàng, là Đức Chúa Trời đó, Dạ. còn A là mẹ của âm đó, coi là coi chung hết đó, đừng nói đạo Chúa đạo Phật, đừng phân biệt nữa. Rồi tiếp, Nguyễn Thị Thanh Lài. rồi chào xéo. Nằm số 26, 26 cũng là 8, nhưng được ba vị độ, mẹ Phạm Thiên, mẹ Quan Âm với mẹ Phổ Hiền, ba vị. Rồi. Tiếp. Lý Lệ Xuân Lan. Mẹ bà này chắc khóc lắm. Lý Thanh rồi. Bà này khóc nhiều lắm đó, khổ. Thấy Dạ. người ta khổ khóc, mà thấy người ta mà bị khổ cũng khóc. Vậy hả anh? Khổ quá, khóc nhiều quá. Rồi Quỳnh. Tu bị bà này tu người ta bị người ta cản nhiều lắm, anh em trong gia đình không ưa, giống tao á, Dạ. tu ai cũng ghét hết, trong gia đình ai cũng ghét hết. Mà giờ được mở rồi nha, Rồi từ Quỳnh mở từ cho ta được không? từ từ của quyền ta xây chuyển theo mình nè. Rồi, cũng quyền xây chuyển rồi, mở rồi. Rồi, tiếp tục tục là Nguyễn Thị Hồng. Rồi. Bà này nằm số 20, số bà này sướng thấy bà nội luôn. Thầy bà là Hồng Quân Lão Tổ đó. Bà là đệ tử không? Rồi Nguyễn Thị Lệ Na, Nguyễn Thị Lê Na. Rồi. Này năm số 16, sĩ quan ra trường thì Dạ. được vô bảng rồi đó. Giờ ăn mặn ăn chay không quan trọng, muốn làm thì làm, nhưng mà làm phải nhớ nhớ lại là mình con trai con mẹ là được rồi, Dạ. ăn thật nói thật làm thật. Rồi Rồi tiếp, đổ thôi lôi, tên kỳ quá, đổ thôi lôi. mà chắc rồi cái chừng ra ổng đó, cầm hàng cầm búa hết rồi. Ông này cũng nằm số 16 luôn, ông Lôi này nè, tụi mày cho ông cái búa đó, tụi không vô di cho ông cái búa đó, tụi mày cho ông nã cho đầu nó. Ông này không biết tuổi gì nha, tụi mày chừng châu sấm châu xét của thầy đó. Văn Công Mến. Rồi chào xíu. Ông này nằm số 14, bị đóng khung, làm cũng không có dư giả, làm nhiều hết nhiều. Rồi Quynh Quynh mở khung cho dùm luôn ta luôn nghe. Đó. Rồi rồi Nhưng cái mà tên. ông này được nè, ông này được năm mẹ của hành độ á, mà tôi xin mở, xin ngờ nguyện cho năm mẹ của hành độ cho nha, cho nhanh tí. Dạ. Rồi. Rồi. Rồi Cao Thị Thu Vân 1982, người này xin làm đệ tử của sư huynh nè, sư huynh nhận không? Được, theo tao. Dạ. Tao tao cho giặt đồ thấy bà nội luôn. Cao Thị Cao thị gì? Văn 1982. Thù má nhỏ này nó phong lôi vô điện nó thu gió đó. Rồi, 13 theo theo tao được. Rồi Số là để em báo cho người ta là theo sư huynh mười. Ừ, số 13 đệ tử của Di Đà. rồi hết rồi sư huynh ơi, thì bữa nào lên để họp fan bữa nó coi người ta yêu cầu nữa kìa. Ok, khoảng Khoảng chừng nào để em hứa với người ta luôn. chủ nhật đi, chủ nhật cho anh ta rảnh, Rồi chủ nay thứ mấy? nhật bữa nay thứ hai thứ ba gì đó chủ nhật ha. Chủ nhật đi rồi điện tại ra quán đi, mà đừng có ngồi đó mất công. Có phê á.
Rồi để sắp xếp rồi cái gì để bảo Quỳnh, bữa nay thứ ba rồi chứ Quỳnh ơi, Ừ, thứ bảy chủ luôn, nhật đi sáng ha. mai. Rồi vậy chủ nhật nha Quỳnh, Rồi. để báo cho người ta là chủ nhật. Báo anh đi. Dạ Bắt đầu xin cuộc Quỳnh sống.